Rồi, đây nè, D nè. Thì có một đoạn đường dài 500 mét, 500 mét, được chưa? Lắp cống nha, lắp cống, làm cống, làm cống. Thì cứ một ống cống như thế này nè, một cái ống cống này là dài dài 1 mét, dài 1 mét, 1 mét. Được chưa? Cái đoạn đường này là dài 500 mét mà bây giờ một cống là dài 1 mét, vậy từ đây tới đây thì cần bao nhiêu ống cống vậy? Số lượng ống cống cần lắp, số lượng cống cần lắp cho đoạn đường 500 mét. Có phải lấy 500 chia cho cái chiều dài của một cống không? Chia cho chiều dài một cống ra 500, 500 cống. Ok chỗ này chưa bạn? Ok chỗ này chưa? Comment giúp lại liền đi. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi tiếp tục nè. Đó, thì mình nhớ một cái ống cống nè, một cái ống cống nè, gồm một cái ống cống nha. Đây, một cái ống cống hình trụ nha. Thì từ đây tới đây nè, bán kính trong nè, bán kính trong là 30 cm, 30 cm. Rồi, cái bề dày của thằng này nè, cái bề dày của thằng này là 10 cm. 10 cm. Cố gắng đổi 30 cm này qua mét giúp lợ, qua mét đi. Qua mét đi cho nó cùng đơn vị nha, qua mét. Vậy lấy thằng này chia cho 1, 100 là ra 0,3. Tiếp tục 10 cm cũng đổi qua mét đi là 0,1. Được chưa? Thì muốn tính lượng bê tông là cái vần này nè. Lượng bê tông nè, để làm ra cái ống cống nè. Thì thứ nhất các bạn phải tính được thể tích của cái vòng vòng cái vòng ngoài, thể tích của thể tích của cái vòng ngoài, vòng ngoài. Cố gắng mọi người ghi cái lời văn theo mình nha, vòng ngoài của cái cống nè. À, thì thể tích của hình trụ thì bằng gì? Bằng chiều cao nhân cho diện tích đáy là pi nhân r bình. Vậy bằng gì nè? Bằng chiều cao, xin lỗi, chiều dài chứ, chiều dài hoặc là chiều cao cũng được. Đây, chiều dài chính là chiều cao nè, 1 nhân pi nhân bán kính là cái phần này nè, cái phần ngoài nè. Đây tới đây nè, có phải là 0,0,3 cộng cho 0,1 không? Vậy bằng bao nhiêu? 0,4 pi 0,4 bình bình nha, nhớ bình đơn vị là mét khối. Chốt chỗ này luôn chưa bạn? Chốt chỗ này luôn chưa? Tiếp tục tương tự thể tích vòng vòng trong của cống là, thì có phải là bằng chiều dài nè, nhân pi nè, nhân bán kính bình, thì vòng trong nè, có phải là 30 không? 30 chính là 0,0,3 bình phương, ra bao nhiêu? 0,3 bình phương. Các bạn tự tính nha, mệt khỏi. Rồi vậy tính cái phần bê tông có phải là lấy thể tích của cái vòng ngoài trừ cho thể tích của cái vòng vòng trong của ống cống nè. Vậy à, rồi thể tích phần bê tông của cống là ta lấy thể tích vòng ngoài nè là 0,4 bình pi trừ cho thể tích vòng trong nè. Bằng bao nhiêu à? Comment giúp lại liền đi bạn. Bấm giúp lại đi ạ. 0,4 bình nè trừ 0,3 bình nè bằng bao nhiêu đây? 0,0,07 pi mét khối. Được chưa? Rồi tiếp tục tính tiền nè bạn, bạn Tiết Nhung ơi, chỗ nào sai cố gắng comment giúp lại nha. Thì mình biết rằng gì, 1 mét khối bê tông thì là 900.000 đồng, 900.000 đồng. Vậy bây giờ bao nhiêu mét khối một cái ống nè, một cái ống là bao nhiêu? 0,07 pi thì bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây thì làm nhân chéo chia chia ngang, nhân chéo chia ngang. Nhưng mình cần bao nhiêu ống cống à? Cần bao nhiêu ống cống à? 500 ống cống thì tính số số tiền cần lắp 500 ống cống là đó. Lấy 500 nhân cho 0,0,07 pi nhân cho 900, 900 rồi nhân nhân đây, lấy đây nhân đây chia một khỏi chia nha. Rồi tính ra giúp lợi bao nhiêu tiền đi bạn, tính giúp lợi ra bao nhiêu tiền đi.
tính giúp lại bao nhiêu tiền đi. Rồi nhưng mà nhà nước hỗ trợ bao nhiêu vậy bạn? Bạn Tiết Nhung, nhà nước hỗ trợ 80% thì tính số tiền một nè, làm chậm thì các bạn tính số tiền nhà nước hỗ trợ 80% là lấy số tiền này nè nhân cho 80% đó. Rồi vậy số tiền dân đóng còn lại là lấy số tiền này trừ đi số tiền này, được chưa? Cắt một đó. Lấy số tiền này trừ đi số tiền này sẽ ra số tiền dân đóng là, hoặc là các bạn có thể làm lẹ là gì, số tiền dân phải đóng là, đó là lấy số tiền này nè nhân cho 1 trừ 80%. Đó, tại vì nhà nước hỗ trợ 80 mà mình còn lại là bao nhiêu, 20 là 1 trừ 80, được chưa? Ra kết quả cái là cách 2 nha. Ok chưa bạn Hồng Nhung ơi? Ok chưa mọi người? Mọi người ơi, trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người ơi.